Thảo Phi xin kính chào quý khán giả đang đến với bản tin Thế giới 24 giờ cập nhật ngày 21 tháng 3 năm 2024. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Phi xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Thưa quý vị, những người lính của lữ đoàn cơ giới 60 đã chống lại một cuộc tấn công lớn của kẻ thù trong khu vực Liman và những người đồng cấp của họ từ lữ đoàn cơ giới 93 và 63 đã xử lý những tàn tích về nhân sự và thiết bị. Cơ quan báo chí của lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine đã đưa tin về điều này. Lực lượng và trang bị của Nga đã bị đánh bại bằng pháo binh, trong đó có bom chùm. Ngoài ra, máy bay không người lái trinh sát, máy bay không người lái chở đạn dược và máy bay không người lái FPV cũng được sử dụng tích cực. Vào ngày 18 tháng 3, có thông tin cho rằng quân đội Ukraine đã phá hủy pháo tự hành 2S-19 s của Nga ở khu vực Donetsk bằng máy bay không người lái FPV Kamikaze. Trước đó, tiểu đoàn máy bay không người lái tấn công Achilles thuộc lữ đoàn xung kích số 92 đã tiêu diệt 4 phương tiện của Nga trong khu vực Bắc Mút. Máy bay không người lái FPV của tiểu đoàn đã 6 lần bắn trúng chiếc T-72B3 của địch gây thiệt hại đáng kể. Ngoài ra, các đoàn tấn công chính xác đã phá hủy một chiếc BMP-2 của Nga được trang bị lưới chống máy bay không người lái trên tháp pháo và một chiếc BMP-1 một xe cứu hộ bọc thép và một chiếc BTR-70 của quân xâm lược Nga cũng đã bị hư hại. Vào ngày 16 tháng 3, Military đưa tin rằng quân đội Ukraine đã tiêu diệt một máy kéo pháo bánh xích ATC 59G của đối phương bằng cách sử dụng đạn cháy. Máy kéo đã bị phá hủy bởi những người điều khiển công ty máy bay không người lái tấn công Raro thuộc lữ đoàn cơ giới số 24. Bên cạnh đó, đường dây liên lạc gần làng Robotine ở tỉnh Zaporizhia đang hoạt động liên tục, nhưng tình hình không nghiêm trọng bất chấp các cuộc tấn công của Nga trong khu vực. Natalia Humedok, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Nam Ukraine, cho biết ngày 20 tháng 3. Làng Robotine, nằm cách Orykiv khoảng 15 km về phía nam và cách Zaporizhia 70 km về phía đông nam, đã được Ukraine giải phóng trong cuộc phản công vào mùa hè năm 2023 và đã ở tiền tuyến kể từ đó. Dobotene nằm cạnh con đường chính tới hướng Tốt Mát do Nga chiếm đóng và xa hơn là tới Melitopol, một trong những trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Nga ở miền nam Ukraine. Chúng ta cần nhớ rằng trên các bề mặt mở như khu vực này, đường tiếp xúc luôn thay đổi. Vị trí có thể thay đổi ngay cả trong vòng một ngày, vài mét, và chục mét. Nhưng điều này không quan trọng, nó là diễn biến bình thường của các sự kiện chiến đấu, Humeneus nói với Radio Liberty ngày 20 tháng 3. Bà nói, kẻ thù đang tiếp tục tấn công và gây áp lực lên quân đội Ukraine trong khu vực, có lợi thế về số lượng và sử dụng các cuộc tấn công làn sóng người. Theo Humaniuk, lực lượng Nga tích cực sử dụng hỏa lực phản công như pháo binh và máy bay không người lái gần Robotine. Bà nói thêm, có 6 nỗ lực tấn công của Nga ở khu vực này trong ngày qua, tất cả đều bị lực lượng vũ trang Ukraine đẩy lùi. Quân đội Nga cũng đang gặp khó khăn trong việc tập hợp các nhóm để tấn công các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở bờ đông sông Dnipro, ở Kherson Oblast. Chuyển sang một diễn biến khác, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cho rằng Nga sẽ hưởng lợi nếu Pháp quyết định triển khai binh sĩ tới Ukraine để hỗ trợ Kyiv. Thực tế sẽ rất tuyệt nếu Pháp điều vài trung đoàn đến Ukraine, rất khó che giấu số lượng quân nhân như vậy, nên loại bỏ họ không phải là nhiệm vụ khó khăn nhất, nhưng chắc chắn là nhiệm vụ quan trọng nhất. Hãy nghĩ đến phản ứng dây chuyền theo hướng có lợi mà hành động của Pháp mang đến. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 20 tháng 3 đăng trên Telegram. Ông Medvedev không nêu cụ thể những lợi ích đối với Nga là gì. Theo ông, quân nhân Pháp ở Ukraine sẽ trở thành lực lượng can thiệp, nên loại bỏ họ là ưu tiên và vấn đề danh dự đối với lực lượng vũ trang Nga. Cựu Tổng thống Nga cũng cho rằng Paris sẽ không che giấu được cái chết của binh sĩ Pháp ở Ukraine khi nhiều quan tài được chuyển từ một quốc gia bên ngoài đến Pháp. Sergei Naryshkin, giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR, ngày 19 tháng 3 cho rằng Pháp đã chuẩn bị đưa quân tới Ukraine, ban đầu gồm khoảng 2.000 binh sĩ. Ông cũng lưu ý, quân nhân Pháp đã hiện diện không chính thức ở Ukraine từ lâu. Một số người trong số họ đã thiệt mạng hoặc bị thương. Bộ Quốc phòng Pháp bác bỏ thông tin này, gọi đây là ví dụ khác về tuyên truyền thông tin sai lệch có hệ thống của Nga. Căng thẳng nga pháp gần đây leo thang sau khi Tổng thống Emmanuel Macron cuối tháng trước tuyên bố phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine, điều được cho là cấm kỵ và có thể khiến NATO bị cuốn vào cuộc chiến quy mô lớn với Nga, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Điện Kremlin chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Pháp cảnh báo việc phương Tây điều quân tới Ukraine sẽ dẫn đến nguy cơ đối đầu trực tiếp không thể tránh khỏi giữa NATO với Nga. Ông Macron ngày 4 tháng 3 giải thích tuyên bố không đồng nghĩa với việc Pháp sẽ điều quân tới Ukraine trong tương lai gần. Giới chức Pháp khẳng định ông Macron muốn khơi dậy tranh luận về vấn đề trong các đồng minh, song chưa có kế hoạch cụ thể. Chuyển sang một diễn biến khác thưa quý vị, Ukraine sẽ nhận thêm 19 xe tăng chiến đấu Leopard 2A4 từ Tây Ban Nha, La Vanguardia viết, trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Vương quốc. Việc giao hàng đã được Hội đồng Liên ngành về quy định ngoại thương đối với thiết bị quân sự và thiết bị lưỡng dụng phê duyệt. Những chiếc xe tăng được cất giữ trong kho ở Zaragoza hơn 10 năm sẽ được gửi đến Ukraine sau khi được sửa chữa tại nhà máy Akala de Guadera. 10 chiếc Leopard sẽ được giao vào cuối tháng 6 và 9 chiếc khác vào tháng 9. Lệnh này được Thủ tướng Pedro Sanchez đưa ra trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles và đại diện các công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp quân sự của Tây Ban Nha diễn ra một ngày trước đó. Người đứng đầu chính phủ hy vọng rằng xe tăng sẽ có mặt ở Ukraine vào thời điểm ông tới thăm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào ngày 9 tháng 7. Năm ngoái, Tây Ban Nha đã gửi 10 chiếc Leopard 2A4 cho lực lượng vũ trang Ukraine từ cùng một kho hàng. Robles cho biết những chiếc xe này đang ở tình trạng tồi tệ, nhưng chúng có thể sửa chữa được. Những chiếc xe tăng sắp được bàn giao hiện cần được sửa chữa rộng rãi hơn. Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Tây Ban Nha Xiana Mendes đã công bố danh sách đầy đủ các nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine trong giai đoạn từ tháng 3 2022 đến tháng 2 năm 2024. Tổng số tiền xuất khẩu là 190 triệu euro đánh giá rủi ro liên quan đến thiết bị dành cho lực lượng vũ trang tham gia thị trường chợ đen, Mendes lưu ý rằng điều này là không thể. Bà nhấn mạnh rằng vũ khí do Tây Ban Nha xuất khẩu là cần thiết, ưu tiên và quan trọng nhất cho cuộc chiến chống lại Nga. Vì vậy, bà không nghi ngờ gì rằng Ukraine sẽ sử dụng số tiền này theo cách tốt nhất để bảo vệ an ninh quốc gia của mình. Tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine vốn khá yếu trước cuộc xâm lược của Nga hiện đang tích cực phát triển, thưa quý vị. Trong hai năm, Ukraine đã học cách sản xuất máy bay không người lái, thiết bị quân sự, đạn pháo và hỏa tiễn. Điều này được nêu trong một bài báo của The Washington Post. Hiện tại, khối lượng sản xuất của Ukraine không cho phép đáp ứng mọi nhu cầu của quân đội Ukraine ở mặt trận, nhưng Kyiv đang nhanh chóng hướng tới mục tiêu này. Sản xuất của tổ hợp công nghiệp quân sự đã tăng gấp 3 lần trong năm 2023 và dự kiến sẽ tăng gấp 6 lần trong năm nay, Thủ tướng Denys Myaiol bảo đảm tại cuộc họp của chính phủ Ukraine vào tháng 1. Đối với những máy bay không người lái đã thay đổi cục diện cuộc chiến này, Ukraine đã sản xuất 90% số lượng mà họ cần. Mikhail Fedorov, Bộ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số cho biết tại một hội nghị vào tháng trước trong đó bao gồm các máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ sâu ở Nga trong những tuần gần đây, cũng như các máy bay không người lái trên biển đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho hạm đội biển đen của Nga và giúp mở các tuyến đường biển để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, bài báo viết. Tuy nhiên, Ukraine không chỉ giới hạn ở máy bay không người lái. Nước này cũng đang tăng cường sản xuất đạn pháo cỡ nòng 122 và 152 ly. Theo kế hoạch, vào nửa cuối năm nay, Kyiv sẽ bắt đầu sản xuất cỡ nòng 155 ly của NATO. Điều bất ngờ khó chịu nhất đối với Moscow là việc sản xuất vũ khí tầm xa ở Ukraine. Tháng trước, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshyn tuyên bố triển khai sản xuất hỏa tiễn có tầm bắn hơn 640 km, nghĩa là có khả năng vươn tới Moscow. Người Ukraine hiện đang giữ bí mật các chi tiết. Ukraine cũng đang phát triển hệ thống phòng không, tương tự như hệ thống phòng không NASAM. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, việc sản xuất các thiết bị công nghệ cao như vậy vẫn còn rất xa. Để tăng cường phòng không, Ukraine phải nhờ đến sự giúp đỡ của các đối tác và đồng minh. Thưa quý vị, Ngũ Giác Đài đã vạch ra ranh giới đỏ về việc sử dụng chiến đấu cơ F-16 của Ukraine trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, Army Informed Dealing cụ thể, trả lời câu hỏi về những hạn chế có thể có trong việc sử dụng chiến đấu cơ F-16 của Ukraine, ông Patrick Ryder, thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ trong một cuộc phỏng vấn mới đây cho biết, các nước phương Tây chỉ đồng ý với việc sử dụng những máy bay chiến đấu này trong lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine. Theo quan chức này, sau khi nhận được các máy bay chiến đấu, Ukraine sẽ có khả năng không quân độc đáo nhằm tập trung vào việc bảo vệ lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine và trong biên giới chủ quyền của Ukraine. Như vậy, F-16 cũng như một số loại vũ khí tầm xa mà phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ bị giới hạn để không tấn công vào lãnh thổ Nga nhằm tránh làm leo thang căng thẳng với Moscow. Tổng thống Romania Klaus Iohannis mới đây đã phê duyệt việc đào tạo phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu F-16 tại một trung tâm huấn luyện ở Romania. Ông cũng đồng ý vận chuyển viện trợ quân sự quốc tế cho Ukraine qua lãnh thổ nước này. Vấn đề này sẽ sớm được xem xét tại cuộc họp của lãnh đạo cả hai viện của Quốc hội Romania. Việc bỏ phiếu sẽ diễn ra tại phiên họp toàn thể chung tiếp theo tại Quốc hội. Trước đó, vào ngày 11 tháng 3, theo The New York Times, có thông tin cho rằng 67 chiến đấu F-16 đầu tiên sẽ được giao cho Ukraine vào mùa hè năm nay. Báo Mỹ đưa tin rằng cho đến nay, 12 phi công Ukraine dự kiến sẽ sẵn sàng lái F-16 tham chiến vào mùa hè sau 10 tháng huấn luyện ở Đan Mạch, Anh và Mỹ. Đồng thời, các tác giả bài báo nhấn mạnh rằng, vào thời điểm các phi công quay trở lại Ukraine, thì Ukraine sẽ chỉ nhận được 6 chiếc F-16 trong số khoảng 45 máy bay chiến đấu mà các đồng minh châu Âu đã hứa sẽ chuyển giao cho Kyiv. Ngoài ra, tờ báo Mỹ còn khẳng định rằng các phi công Ukraine vẫn chưa đến trung tâm huấn luyện tại căn cứ không quân Vetesi của Romania, cách Bucharest 150 km về phía đông, nơi họ sẽ được huấn luyện máy bay F-16 ấn phẩm viết rằng các máy bay chiến đấu F16 đã sẵn sàng và các huấn luyện viên đang có mặt tại trung tâm huấn luyện mới ở Romania để chờ phi công Ukraine đến. Văn ngôn viên điện Kremlin cho biết, Nga sẽ truy tố trong nhiều thập kỷ những người liên quan nếu EU chuyển tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine. Châu Âu nhận thức rõ thiệt hại từ những quyết định như vậy đối với nền kinh tế, hình ảnh và danh tiếng của họ khi họ vốn được xem là những người bảo đảm đáng tin cậy về quyền bất khả xâm phạm tài sản, Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, nói hôm nay. Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell đề xuất sử dụng 90% doanh thu từ tài sản bị đóng băng của Nga ở châu Âu để mua vũ khí cho Ukraine thông qua Quỹ Cơ chế Hòa bình châu Âu EPF. Ông Peskov khẳng định tuyên bố ông Borel tương đồng với hành động hủy hoại cơ sở pháp lý của luật pháp châu Âu và quốc tế. Thiệt hại là không thể tránh khỏi, những cá nhân tham gia vào quyết định đó chắc chắn sẽ bị truy tố trong nhiều thập kỷ, ông Peskov cảnh báo. Khi được hỏi về đề xuất con Borel, Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng đó là hành vi trộm cướp. Bà khẳng định Moscow sẽ đáp trả nếu phương Tây sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Sulianov tháng 12 năm ngoái cảnh báo Moscow sẽ có hành động đáp trả tương xứng đối với tài sản nước ngoài tại Nga nếu EU chuyển tài sản đóng băng cho Ukraine. Mỹ cùng các đồng minh phương Tây đã áp hàng loạt biện pháp trừng phạt Nga sau khi nước này mở chiến dịch ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Trong đó có đóng băng hơn 330 tỷ đô la tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga ở nước ngoài do các giao dịch với Nga bị cấm vì lệnh trừng phạt, lãi phát sinh từ số tài sản bị đóng băng này không được trả lại cho Moscow. Khoảng 70% số tài sản trên của Nga hiện bị đóng băng ở EU, hầu hết do công ty dịch vụ tài chính Mỹ Euroclear nắm giữ. Chuyển sang một diễn biến ở chính trường Mỹ, thưa quý vị, bà Melania cùng ông Trump tới điểm bỏ phiếu ở Palm Beach, đánh dấu lần hiếm hoi bà đồng hành cùng chồng trong hoạt động vận động tranh cử. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump ngày 19 tháng 3 tới bỏ phiếu vòng sơ bộ chọn ứng viên của đảng Cộng hòa ở Florida. Bà Melania diện trang phục đơn giản với váy sơ mi dài tay màu trắng. Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ trước đó vắng bóng trong hầu hết các sự kiện quan trọng của chồng. Bà chưa tới dự bất cứ phiên tòa nào của ông Trump và không dự tiệc theo dõi kết quả bầu cử sơ bộ vào ngày siêu thứ ba ở dinh thự Mar-a-Lago nơi hai người đang sinh sống. Sự xuất hiện lần này của bà Melania cho thấy bà có thể sắp trở lại đồng hành cùng chồng trong các hoạt động tranh cử khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đến gần. Khi được các phóng viên hỏi liệu bà có dự định tham gia tích cực hơn trong chiến dịch hay không, bà Melania đáp ngắn gọn: "Hãy theo dõi nhé." People năm ngoái dẫn nguồn thảo tin cho biết, bà Melania từ đầu không có kế hoạch đồng hành trong chiến dịch tranh cử lần 3 của chồng, đặc biệt khi ông Trump phải giải quyết hậu quả pháp lý liên quan cáo buộc ông chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels vào năm 2016. Tuy nhiên, vào thời điểm ông Trump gần như chắc chắn trở thành ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, bà Melania được cho là sẽ tích cực đồng hành cùng chồng trước công chúng. Ivanka Trump, ái nữ nhà cựu tổng thống Mỹ, cũng vắng bóng đáng kể trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của cha mình. Từ năm 2022, Ivanka đã tuyên bố không tham gia chính trị, nhưng luôn yêu và ủng hộ ông. Ivanka và chồng Jared Kushner từng là cố vấn cấp cao cho ông Trump trong nhiệm kỳ của cựu tổng thống từ tháng 1 2017 đến năm 2021 kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn đời sửng post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an thảo vi xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo